các bạn đến với laptop StyleShop.com. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop rất là thời trang của hãng HP, đó là HP Notebook. Chúng ta có thể nhìn thấy dòng máy này có một cái nét đẹp rất là đặc biệt vì được thiết kế nó khá là mượt mà và được bo cạnh cỡ 74 góc. Dòng Notebook của HP rất là được nhiều người, đặc biệt là các bạn nữ yêu thích vì nó rất là thời trang, rất là mỏng, và chúng ta có thể nhìn thấy touchpad hầu như là phẳng luôn với cả cái đế bàn tay. Chúng ta chỉ nhìn thấy là hai cái điểm nút trái và phải thôi. Với màn hình 15.6 inch, máy này có thêm cả phím số, rất là tiện lợi, phù hợp với các bạn nào mà làm việc để mà tính toán số liệu nè, kế toán nè, hay là dành cho bán hàng. Thông thường các bạn sinh viên rất là yêu thích những dòng máy này, vì máy này rất là mỏng. Chúng ta có thể nhìn thấy máy có cái nét vân sọc màu bạc rất là đẹp. Toàn bộ mặt máy cảm giác mỏng sang, với trọng lượng tôi ước tính khoảng cỡ 2,5 kg, máy cũng không nặng lắm. Chúng ta cùng xem sơ về cấu trúc hai bên hông máy nào. Mặt trước của máy thì trơn hoàn toàn không có gì. Mặt phải thì gồm có một ổ DVD này, đó, một USB, một cổng SD card. Mặt trái thì gồm có một cổng Bali headphone, hai cổng USB, một cổng HDMI, một cổng LAN và một khe tải nhiệt cho máy. Đây là cổng nguồn, chỉ đơn giản là vậy. Hiện tại trong máy này đang sử dụng cấu hình là Core i5-6200U. Với cấu hình này, máy đáp ứng được rất là nhiều yêu cầu, từ những công việc cơ bản Office, văn phòng, Word, Excel cho đến việc học hành cũng như là chơi game hay là đồ họa. Dù rằng là không phải chuyên dụng cho đồ họa lắm, nhưng vì do tốc độ máy tốt cho nên vẫn có thể sử dụng một số game và đồ họa tương đối được. Giống như có thể hỗ trợ một số game cho game Liên Minh, nhẹ nhàng có thể chơi được. Hiện tại trong máy RAM được trang bị 4GB và ổ cứng 500GB. Chúng ta có thể lưu trữ và sử dụng thoải mái nếu cần thiết. Bạn có thể nâng cấp lên thêm RAM 8GB với chi phí trung bình dao động khoảng từ 550.000 đồng. Chúng ta có thể chơi game hay là lướt web có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là một trong những sản phẩm được nhập khẩu từ Hoa Kỳ về. Tất cả những sản phẩm trước khi bán tại cửa hàng chúng tôi, các cái kỹ sư của chúng tôi đã kiểm tra và tính toán rất là kỹ xem những mẫu máy nào phù hợp, những mẫu máy nào không phù hợp. Thông thường chúng tôi cho cái đánh giá trước là chúng tôi test trước những cái mẫu máy này ở nhiều góc độ khác nhau, trong máy lạnh này, không máy lạnh, có cà phê hay là công trường, rồi chúng tôi thử cho một số game hay là những phần mềm Photoshop, AutoCAD để đánh giá xem những máy nào đạt yêu cầu cao sẽ không bị đứng máy, tốc độ CPU nó phải đảm bảo được hoạt động tốt và không có bị chạy quá mức lúc nào cũng 100%, điều đó sẽ làm cho máy rất là tệ. Các loại pin của máy ổn định hay không, chúng tôi đã thường xuyên kiểm tra hầu như là mọi mặt để đảm bảo rằng khi bạn chọn sản phẩm mua là đã được kiểm tra rất là kỹ về mọi mặt, và chúng ta không phải tiếc nuối gì khi bỏ khoản tiền ra để có được chiếc máy ưng ý được nhập khẩu từ Hoa Kỳ về. Thông thường các sản phẩm từ Hoa Kỳ về thì cái chất lượng nó sẽ cao hơn hẳn cái dòng máy có mặt tại Việt Nam chúng ta, giống như xe Honda thôi. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy một chiếc xe Airblade Thái Lan cái chất lượng cao hơn hẳn so với một chiếc Airblade của Việt Nam chúng ta, cho nên giá thành cũng sẽ khác nhau rất là nhiều. Nhưng laptop thì cũng giống như vậy thôi, nhưng đạt được hơn cái là với cái giá thành cũng rất là tốt. Chúng tôi nhập khẩu về với nhiều đường khác nhau thì có thể đảm bảo rằng máy luôn luôn ở một mức giá chấp nhận được, và chất lượng máy thì hoàn hảo, không có điểm gì mà phải chê cả. Anh cho biết bên mình hỗ trợ sản phẩm bảo hành được bao lâu ? Thông thường tất cả sản phẩm sách tay chúng tôi bảo hành là trung bình là 6 tháng cho đến 12 tháng. Ngoài ra những sản phẩm chính hãng chúng tôi bảo hành theo hãng là 24 tháng. Các bạn có thể chọn hàng trực tiếp tại cửa hàng của chúng tôi. Bên mình có hình thức giao hàng COD không?
À, khi các bạn ở xa hơn, nếu như các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn cũng vẫn có thể mua COD. Còn ngoài ra các bạn ở tỉnh, các bạn có thể đặt hàng của chúng tôi thông qua một chat của chúng tôi, chat messenger hay là chat live trực tiếp, hay là gọi đến hai hotline của chúng tôi, đó là 090 3344 188 và 0908 115 124. Từ đó chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn để có chính xác rằng là sản phẩm như thế này còn hàng hay không. Nếu như còn hàng, chúng tôi sẽ xác nhận lại và gửi đến bạn. Các bạn khi nhận hàng được mở máy ra kiểm tra và thanh toán tiền trực tiếp cho phía giao nhận, từ đó để đảm bảo rằng cả hai bên chúng ta đều hài lòng. Cảm ơn đã giải đáp thắc mắc ạ. Được anh.